Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 6 ngày mùng 10 tháng 6 năm 2022, gồm có 3 đài: đài Vĩnh Long và đài Bình Dương và đài Trà Vinh. Chúc các bạn may mắn, bạn hãy nhấn cái chuông đăng ký kênh Mạnh Vlog 1 của mình để nhận những kết quả quay thử tham khảo xổ số miền Nam miền Bắc mới nhất từ kênh của mình nhé các bạn nhé. Chúc các bạn may mắn và các bạn nghe nhạc.